Na wa ya da ga nya na.
Sanh a tăng a chân a man cầu xin a cha Sơn thanh nhàn của con.
con giờ này của tinh chủ tam nghiệp thanh tịnh định huệ tu tán của tự mình gom chưa đủ tay con nhờ này của chư linh gia ca điều thời chương thơ ba của mình xa hôi năng tâm niệm Phật tay phương con giường này của ba tâm cầu tay nạn đàn muôn lần hóa ba nguyện tu hành thành chánh giác tay tâm nguyện độ thế hải chúng sanh kẻ thác siêu thân người còn thời thời biển yên lặng sông mây trăng Pháp giới chúng sanh đồng tròn quả chi nguyện pháp tinh thi luồng phước thiện gieo có tình không tình Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Môn Phật, hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 19 tháng Giêng năm 2009, thì cũng có tín chủ có nhà ý thỉnh Chư Tăng đến tại Tư Gia để khai thị cũng như trai tăng cho bà Đỗ Thị Vân, 101 tuổi, sinh năm 1909, pháp danh là Ngọc Thuận. Thì
Kính chủ, gia chủ đã tác bạch xong, sau đó Phật tử có đọc kinh cúng dường ngôi Tam Bảo và chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là chú nguyện cho bà Đỗ Thị Vân 101 tuổi, sinh năm 1909, phát gia là Ngọc Thuận nói riêng và pháp hội cũng như gia chủ, gia đình gia chủ trên đây và cử quyền thất tổ nói riêng và tất cả chúng sanh trong pháp giới nói chung, kẻ âm được siêu, người dương được nhẹ nhàng thơ thới vậy. Thì trên cũng có chư Phật quá khứ và chân dung của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang chứng minh. Thì buổi cúng như vậy tạm là viên mãn, nhưng theo truyền thống của khất sĩ thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Thì hôm nay tôi xin nói về vấn đề cầu an và cầu siêu. Tôi xin chia làm 4 phần tất cả. Phần thứ nhất là chúng ta định nghĩa lại danh từ cầu an, cầu siêu, trai tăng và khai thị cho nó rõ ràng. Và phần thứ hai là những chúng ta từ đâu đến đây và đến đây để làm gì, và sau khi chết chúng ta sẽ về đâu. Đó là vấn đề tối ưu quan trọng của tất cả các tôn giáo cũng như Phật giáo và những người có cái si tầm, có cái hiểu biết. Và phần thứ ba là những cảnh giới mà hiện tại chúng ta đang sống và sau khi chết chúng ta phải đầu thai hay là giảng sanh vào đó. Và phần thứ tư là cách thức tu tập để chúng ta được đầu thai hay là sanh tử theo ý muốn, hoặc là chấm dứt hẳn vấn đề đầu thai và sinh tử, hoặc là tự tại nhậm nhận tùy thuận trong vấn đề sinh tử. Nhưng mà thời gian có giới hạn, hôm nay tôi chỉ nói phần đầu thôi, tức là lối tu tất cả các tôn giáo bạn và lối tu để giảng sanh về cõi trời, tức là chúng ta đầu thai theo ý muốn, tức là phải đầu thai thôi, phải tái sanh thôi. Còn phần thứ hai là cho tư các vị thánh nhập lưu nhất dẫn lai bất lai và vô sanh a la hán, tức là bát nhã, phải thấy được cái Phật tánh. Đó là phần thứ hai. Và phần thứ ba là của chư Bồ Tát và chư Như Lai để chấm dứt vấn đề luân hồi sanh tử khổ. Thì hôm nay chúng ta không đủ thời giờ để nói hai phần đó. Tóm lại, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Lần thứ nhất là phần thứ nhất là nói về định nghĩa lại danh từ cầu an, cầu siêu, trai tăng và khai thị. Phần thứ hai là cái tiến trình của năm uẩn trong cuộc sống qua 6 căn hàng ngày của chúng ta. Và phần thứ ba là những cảnh giới hay những cõi mà hiện tại chúng ta đang sống và khi chết chúng ta phải đầu thai, phải tái sanh vào đó. Và phần thứ tư là cách thức tu tập để đầu thai hay tái sanh theo ý muốn. Còn hai phần sau là chấm dứt đầu thai, chấm dứt vấn đề luân hồi và tự tại, đó là của tứ thánh đấy. Còn tự tại trong vấn đề luân hồi sanh tử, muốn thị hiện một thân nhiều thân, một cõi nhiều cõi, cho đến vô lượng thân, vô lượng cõi, thì cái hạn là khi khác.